Tôi nói đây là hiểu lầm. Ăn nói cho cẩn thận đấy. Mày thích hiểu nhầm không? Tao không thích tử tế với mày đấy. Nào, anh phải đánh bạn tôi hả? Đây không phải là lần đầu, cô hiểu chưa? Đi về. Thôi nào mày, đi về. Nào, con chó này. Con kia mày nhớ mặt tao đấy. Có ngon không ạ? Ngon lắm. Cái nào nấu canh bao giờ cũng ngon nhất đấy. Bà lại nhầm rồi ạ. Cháu có phải là Nam đâu. Con ơi, ý của bà không phải vậy đâu. Chả là quê nhà bà ấy, gái thì gọi là nữ, mà trai thì gọi là nam. Tại con cho bà ăn bát canh ngon quá, bà nhớ quê, nhớ bác cả, cho nên bà nói thế đấy.